Ngày hôm nay Long Hoài rất vui được giới thiệu đến anh chị cô chú một thửa đất có nhà, nằm trên một trục đường nhựa, có suối và rất là sát với lại trường cấp 1, cấp 2, trường mầm non, sát với lại Ủy ban Nhân dân xã Bàu Chinh. Thì từ vị trí mà Long Hoài đang đứng ở đây di chuyển ra cho tới Ủy ban Nhân dân xã Bàu Chinh theo đường chim bay thì tầm khoảng 300m thôi, nhưng mà theo đi trục đường nhựa này nè là tầm khoảng 500m thôi là anh chị đã ra tới trường cấp 1, cấp 2, trường mầm non, Ủy ban rồi ha. Và thửa đất có nhà, có suối. Tổng diện tích của mình là 911m2, có 100m thổ cư, được chủ rao bán với giá là 1,9 tỷ ha anh chị. Còn đây là cái phần quy hoạch của mình ha anh chị. Tờ 66 thửa 250, diện tích là 911m2. Bề ngang của mình là được 10m ha, và cái hậu của mình là 10m ha anh chị. Một cạnh của mình là 91m, gần 91m ha, và một cạnh là 93m. Đất thì phủ hồng một nửa và có 100m thổ cư sẵn rồi ha. Do những chính sách của YouTube cho nên là Long Hoài xin che lại cái tên của chủ đất ha anh chị, chứ để mà có tên chủ đất là YouTube sẽ đánh bản quyền của Long Hoài ha. Thì tổng diện tích của mình là 941m2. Cái lúc nãy là Long Hoài gửi là 910m2, có nghĩa là sau khi khu đo của mình là còn lại là 910m2 ha. Đất mình thì có 100m thổ cư. Đất hàng năm còn lại 841m ha. Được tách từ thửa lớn qua thửa này. Đó, có nghĩa là của mình là đã tách ra riêng rồi ha anh chị. Đất của chúng ta, nhà đất của chúng ta nằm trên một trục đường nhựa. Đường nhựa ở đây là đường nhựa nông thôn mới và đường thông ha anh chị ha. Hướng này anh chị cô chú mình chạy tầm khoảng 300m nữa thôi là mình đã ra tới con đường Bàu Chinh Láng Lớn. Thì con đường Bàu Chinh Láng Lớn là con đường liên xã liên huyện, nối từ Mỹ Xuân, nối từ khu nghiệp Mỹ Xuân để chạy ra tới quốc lộ 56. Và từ vị trí thửa đất mình chạy ra tới con đường Bàu Chinh Láng Lớn là tầm khoảng 300m. Mình quẹo tay phải màn hình tầm khoảng 300m nữa là mình sẽ ra tới Ủy ban Nhân dân xã Bàu Chinh, tới trường cấp 1, trường cấp 2, trường mầm non, Ủy ban luôn ha anh chị ha. Và ngay chỗ xã Bàu Chinh thì nó nằm trên con đường quốc lộ 56. Rồi bên tay trái màn hình của mình thì sẽ chạy về tới ngã ba Mỹ Xuân ha anh chị. Và cái hướng này anh chị cô chú mình chạy tầm khoảng 1 km thôi là mình sẽ về tới Ngãi Giao. Thì Ngãi Giao là trung tâm của huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ưu điểm của cái thửa đất này là có nhà, có 100m thổ cư, có suối và nằm giữa hai thị trấn là thị trấn Kim Long và thị trấn Ngãi Giao ha anh chị ha. 910m2, ranh giới của chúng ta là từ đây, từ cái cột bên này ha, mình đổ qua bên đây là mình được 10m mặt tiền đường nhựa, và cạnh bên này thì mình được 90m và cạnh bên này thì mình được 93m. Trước đất của chúng ta là không có vướng trụ điện, không vướng hố ga gì hết ha anh chị ha. Trụ điện này cái trụ điện này là của thửa kế bên ha anh chị ha. Trụ điện này là thửa kế bên. Rồi trước đất thì cũng có dây điện, có dây wifi, có điện chiếu sáng, rồi đầu đường kết nối giao thông đều có hệ thống camera giám sát an ninh hết. Và đất của mình là hướng đông bắc, xung quanh của mình là có dân cư đó. Dọc theo cái trục đường nhựa ở đây là có nhà cửa rất là nhiều ha anh chị. Rất là nhiều nhà, nhà máy thái, nhà vườn. Ưu điểm nữa là từ vị trí thửa đất của mình di chuyển ra cho tới công ty Mizen. Công ty Mizen là công ty có sức chứa hơn 10.000 lao động tại khu vực này. Thì anh chị chạy theo khoảng đường này tầm khoảng 1 km thôi, anh chị đã ra tới công ty Mizen thuộc thị trấn Ngãi Giao rồi ha anh chị ha. Trên đất của chúng ta, bước vào đất của chúng ta là đã rào lưới bê tông người lại xung quanh hết rồi. Đó, cạnh bên này là đã rào hết rồi ha anh chị. Rồi mặt trước của chúng ta đã rào hết rồi. Cái sau đuôi của chúng ta là có suối. Và cạnh bên này là chưa rào lưới B10. Thì từ mặt đường mà để mà vô tới căn nhà của mình là tầm khoảng 7m ha anh chị. Từ mặt đường nhựa này nè. Đó, mà để di chuyển ra cho tới ngay chỗ cái hè của cái nhà là tầm khoảng 7m ha. Và nhà của chúng ta là xây là ngang đất của mình là 10m, nhà thì xây 9m, ngang 9m và dài là tầm khoảng 12m ha. Tầm khoảng diện tích sàn tầm khoảng 120m2. Bước vào đất của chúng ta là có cây khế nè. Đó, cây khế. Rồi, cái nhà này là ngang 9m. Cái hè này là tầm khoảng chiều dài là 2m ha, 2m rưỡi. Cái này khoảng 2m rưỡi. Tầm khoảng 20m2 ha. Cái hè này tầm khoảng 20m2, rất là rộng rãi luôn. Cửa thì cửa 2 cánh. Phòng của mình là được 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 toilet ha, và thiết kế rất là gọn gàng. Có một cái như thế này, thì hôm nay Long Hoài đi quay á, nhưng mà chủ đất thì ở trên Biên Hòa anh chị à, cho nên là không gửi chìa khóa được. Nhưng mà Long Hoài xin quay cái bề ngang thôi ha, bề ngang bên ngoài để anh chị cô chú mình tiện hình dung. Nói chung cái nhà này thì chỉ cần sơn phết đồ lại thôi, sơn phết. Rồi phía trước này mình lót gạch. Đó, ở trong nhà thì đã lót gạch rồi ha anh chị. Đó, trong nhà thì lót gạch hết rồi, là mình có thể sử dụng rồi ha. Đó, đây là một phòng khách nè. Đó, rồi hai cái này là hai phòng ngủ. Rồi kiểu như chữ L ra đó anh chị. Ở phía sau mình là còn cái chỗ mà để nuôi, hồi xưa là ở đây là nuôi dê. Đó, có chuồng dê nè. Rồi, chủ để lại cái bồn nước luôn ha, bồn nước. Phía sau này là còn phần diện tích sàn ở phía sau nữa. Lợp tôn, hồi xưa là ở đây nuôi chăn nuôi dê. Đó. Đó, cửa phía sau, nói chung là cửa... Nhà cửa vẫn còn khang trang, còn mới, còn sử dụng lại được ha anh chị ha. Rồi Long Hoài tiến ra khúc rẫy phía sau. Cái diện tích sàn của cái chuồng dê này á, anh chị có thể là mình tận dụng để nuôi vài con gà, vài con vịt. Đó, cái ranh bên kia là đã rào lưới lại hết rồi ha. Trên đất của mình là có giếng khoan luôn. Đó, ngay chỗ cái trụ xanh đó, đó là cái giếng khoan ha anh chị. Rồi mình đi thẳng xuống dưới đây. Từ diện tích sàn của cái nhà với lại cái chuồng này đó, từ cái mí của cái chuồng này mà đổ xuống tới cái suối của mình á là còn tầm khoảng 60 mét nữa ha anh chị. 60 mét nữa. Có nghĩa là mình còn tầm khoảng 600 mấy 700 mét vuông nữa, để ví dụ như anh chị cô chú mình mà sau khi sở hữu cái thửa đất có nhà, có suối, có thổ cư này, cái mình về khúc phía sau này thì mình trồng thêm vài cây ăn trái vô. Khu vực ở đây, ở Bàu Chinh, ở Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu, khu vực này là đất đỏ Ba Giang, cho nên là rất phù hợp với thổ nhưỡng ở đây, nó rất phù hợp để trồng các loại cây ăn trái như sầu riêng, bưởi, mít, bơ, rồi măng cục, hoặc có thể là anh chị cô chú mình có thể là trồng rau thêm, trồng rau thêm ha, trồng rau nuôi vài con gà. Cạnh bên này rào hết rồi, còn cạnh bên này chưa rào. Sau khi mình sở hữu thì mình rào lại cho nó ổn định ha anh chị. Sổ sách giấy tờ thì đã rõ ràng hết rồi. Có 100 mét thổ cư. Đó, khúc phía sau này có suối nè. Có hơi nhiều. Phía sau này có suối ha. Đó, suối. Đó, suối đó. Suối nước chảy. Cái bề mặt suối này tầm khoảng 3 mét ha anh chị, bề mặt suối tầm khoảng 3 mét. Đất của mình giáp suối là 10 mét ha. Có nghĩa là mặt đường của mình cũng 10 mét và mặt suối của mình cũng 10 mét luôn. Đó, trên đất của mình thì cũng đã có giếng khoan sẵn hết rồi. Mình lấy nước đó mình sinh hoạt hoặc là tưới cho cây trồng của mình. Rồi sau đất mình có suối, mình có thể tận dụng dòng suối này để mình tưới nước cũng được ha. Rồi nằm trong một khu dân cư. Di chuyển ra cho tới trường học thì như đoạn đầu video Long Hoài đã nói rồi, tầm khoảng 500 mét thôi theo con đường nhựa. Còn nếu như theo đường chim bay là tầm khoảng 300 mét là mình đã ra tới trường rồi, trường cấp 1, cấp 2, rồi trường mẫu giáo, rồi ủy ban. Bàu Chinh thì chưa có chợ anh chị à, Bàu Chinh thì chưa có chợ, chỉ có những cái giống như là tiệm tạp hóa, rồi ở đó người ta bán rau bán đồ. Tại vì từ vị trí thửa đất mà di chuyển ra cho tới quốc lộ 56 tầm khoảng 500 mét thôi là mình đã ra tới quốc lộ 56. Ngay cái đoạn mà gần ủy ban nhân dân xã Bàu Chinh á, là kinh doanh về các mặt hàng ăn uống, các mặt hàng dịch vụ là rất là nhiều, rất là sầm uất anh chị. Thì lát nữa Long Hoài sẽ chạy ra quay thêm một đoạn nữa ở đường Bàu Chinh để anh chị cô chú mình tiện tham khảo ha. Cây xoài này là trên phần đất của mình luôn ha. Cây xoài này có trái rồi. Xoài với đu đủ. Còn nếu như mà mình muốn đi chợ thì mình đi chợ Ngãi Giao. Thì cách chợ Ngãi Giao chừng 1 km thôi. Cách chợ Kim Long cũng 1 km. Chợ Kim Long, chợ Ngãi Giao cũng đều là những chợ lớn. Buôn bán hoạt động là rất là lớn. Còn nếu như anh chị cô chú mình di chuyển về bệnh viện thì mình chạy về hướng Ngãi Giao ha, hướng bên này. Chạy về tầm khoảng 1 km thôi là sẽ có bệnh viện Đông Tây, rồi bệnh viện Châu Đức đang xây dựng là một cái bệnh viện rất là lớn. Đó, bên này là bên hông ha, bên hông nhà. Ngay chỗ đây, ngay nhà mình nằm đây ha. Cái trụ điện chiếu sáng nó nằm ngay đây. Đó. Có nghĩa là ban đêm của mình là điện nó chiếu sáng. Điện thì ban đêm chiếu sáng cả đêm mà anh chị. Đó. Cái sân thì rất rộng rãi luôn. Cái hè này cũng được 20 m² ha. Đó, rồi còn cái sân này còn rất là rộng rãi luôn. Sau này mình về mình làm một cái cổng rào lại ha, cổng rào lại. Đó, là rộng rãi rồi. Bên hông đây còn một cái đường luồn nữa nè. Đó. Hồi xưa ấy, đất này xây không có giáp hàng rào ha, chừa rồi lại khoảng nửa mét. Đó. Rồi bây giờ Long Hoài chạy ra vòng những cái kết nối giao thông để anh chị cô chú mình tiện quan sát ha. Sau đó là Long Hoài sẽ gửi sổ, gửi một bảng lay cam ở trên cao, rồi vị trí trên Google Maps để anh chị cô chú mình hình dung về khu vực này. Rồi từ vị trí Thừa Đất, Long Hoài di chuyển ra ngoài những trục đường kết nối giao thông để anh chị cô chú mình tiện hình dung về khu vực lân cận ở đây ha. Nói chung đường xá ở đây là đường thông tất cả các hướng ha anh chị. Mình có hệ thống camera, đường dây điện, ánh sáng. Rồi mật độ dân số cũng tương đối đông ha anh chị ha. Hướng này anh chị cô chú mình chạy thẳng là về ngã ba Mỹ Xuân. Rồi hướng này mình chạy mình sẽ ra đường quốc lộ 56, ra Ủy ban nhân dân xã Bàu Chinh. Còn ở đây thì có tạp hóa này. Rồi ngay chỗ cái máy tôn màu đỏ đó, đó là phường 1 cấp 2, phường mầm non, rồi Ủy ban nhân dân xã ha anh chị ha. Đối diện nó là những cái tạp hóa rồi buôn bán kinh doanh trước trường, trước xã thì buôn bán kinh doanh cũng thuận lợi ha anh chị ha. Từ vị trí Thừa Đất mà di chuyển ra tới đây thì tầm khoảng 500 m thôi. Bên tây trái màn hình của anh chị sẽ lên tới trung tâm thương mại Kim Long, và bên tay phải màn hình của mình á thì mình sẽ về tới thị trấn Ngãi Giao ha anh chị. Thì Bàu Chinh nó nằm giáp giữa hai trục đường, giáp giữa hai thị trấn. Còn đây là những hình ảnh ở trên cao, Long Hoài đưa lay cam từ vị trí đầu đất bay xuống dưới ha. Đó, đất của mình là có cái nhà nè ha, có cây xoài đó. Ở ngay chỗ đám chuối đó, ngay chỗ cái bụi chuối đó là có cái dòng suối ha anh chị. Mình nằm trong khu dân cư. Đó, đây là cái nhà của mình nè. Còn một khoảng đất phía sau mình có thể là rào lại, mình nuôi gà, rồi trồng rau, trồng cây trái rồi vô ha. Ở đây thì mảng xanh nó nhiều cho nên là rất là mát mẻ anh chị ạ. Rồi rồi di chuyển ra tới chợ, ra tới bệnh viện, tới trường học, rồi những dịch vụ mua sắm cũng thuận lợi ha. Đặc biệt là kết nối giao thông của mình là rất là ok, có hệ thống camera giám sát an ninh. Đó, ngay chỗ máy tôn màu đỏ đó là trường Ủy ban rồi đó anh chị. Còn đây là đoạn lay cam ở phía dưới đất ha, phía cuối đất. Đất mình thì tương đối bằng phẳng, nằm trên trục đường thông. Ở xã Bàu Chinh ngay khúc này còn có tên gọi là thôn Tân Hiệp ha anh chị ha. Hướng này mình chạy thẳng là mình sẽ về tới thị trấn Ngãi Giao. Từ vị trí đất ra di chuyển ra cho tới biển Hồ Tràm, suối nóng Bình Châu là tầm khoảng 30 km ha anh chị. Di chuyển về tới khu nghiệp Sonadezi Châu Đức, đồi Cù Xứ Nghệ tầm khoảng 6 km. Rồi còn hướng này là hướng về Mỹ Xuân ha, khu nghiệp Mỹ Xuân thuộc thị xã Phú Mỹ, hoặc có dòng Long Sơn cũng hướng đó ha. Và hướng về thành phố thì hướng này, hướng về thành phố Hồ Chí Minh là hướng này, cách thành phố Hồ Chí Minh tầm khoảng 70 km, cách sân bay Long Thành tầm khoảng 15 km ha anh chị. Đó, đất của chúng ta là ngay chỗ chiếc xe đang chạy đó ha. Ưu điểm của Thửa Đất mình là nó không có nằm trên cái đường cong để bo cua ha anh chị. Có nghĩa là mình giao thông á, thì nó cũng đỡ được cái vấn đề mà an toàn giao thông ha anh chị ha. Ví dụ như đất, những thửa đất mà nó nằm ngay chỗ cái khúc cua á, thì nó cũng kén khách mua, nó cũng kén người mua ha anh chị. Còn đất của mình là nó nằm ở trên cái đường thẳng, cho nên là giao thông mình đi lại nó cũng đỡ được tình trạng an toàn giao thông ha. Còn đây là vị trí của mình trên Google Maps. Mình nằm trong một khu dân cư ha anh chị ha. Đó, nhà cửa mật độ dân số là có ha anh chị ha. Hướng này mình di chuyển thẳng ra đây thì mình sẽ gặp con đường Bàu Chinh Láng Lớn. Thì con đường Bàu Chinh Láng Lớn là con đường liên xã liên huyện anh chị. Cách quốc lộ 56 Ủy ban nhân dân xã Bàu Chinh trường cấp 1 trường cấp 2 tầm khoảng 500 m thôi ha. Và đường xã của chúng ta là đường thông ha anh chị ha. Đó, đây chạy ra, đây hướng này mình chạy ra được luôn ha. Đó. Rồi, vị trí đất cách với lại hai trung tâm là trung tâm thương mại Kim Long và trung tâm thương mại Ngãi Giao của huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu này ha anh chị. Cách tầm khoảng 1 km thôi. Hai trung tâm, cho nên là hai trung tâm thị trấn, cho nên là hoạt động kinh doanh buôn bán, quán xá hoặc là dịch vụ mua sắm hoặc là bệnh viện y tế đều đầy đủ hết ha anh chị ha. Từ thành phố Hồ Chí Minh anh chị cô chú mình di chuyển theo con đường quốc lộ 51. Quốc lộ 51 nè anh chị. Đó, mình chạy tới ngay chỗ đây, ngay chỗ đây là ngã ba Mỹ Xuân, chạy thẳng một đường ngã ba Mỹ Xuân là mình sẽ vào tới vị trí đất đó ha. Vị trí đất cách thành phố Hồ Chí Minh tầm khoảng 70 km thôi. Và vị trí đất cách với biển Vũng Tàu, biển Hồ Tràm xuống đóng Bình Châu là tầm khoảng 30 km ha. Cách thành phố Bà Rịa là tầm khoảng 15 km ha anh chị. Vòng vòng ở khu vực Bàu Chinh, Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu thì là nó giáp ranh với lại hai thị trấn, cho nên là mua sắm thì đầy đủ ha. Ví dụ như anh chị cô chú mình mà muốn cà phê thưởng thức những cái cảnh đẹp thì mình ra tới dịch vụ cacao Bắc ở Xà Bang ha anh chị. Thì từ vị trí đất mà lên tới dịch vụ cacao Bắc ở Xà Bang là tầm khoảng 4 km thôi. Đó. Hoặc là ra hồ Quãng Thành, thì câu cá, hoặc là mình xuống với khu nghiệp Sonadezi Châu Đức, khu phức hợp Sonadezi Châu Đức, Sơn Gôn, Đồi Cù, Chúa Nghệ là vị trí đất của mình, cách là tầm khoảng 7 km thôi ha anh chị ha. Anh chị cô chú mình đang quan tâm một thửa đất ở Bàu Chinh giáp với hai thị trấn Kim Long và thị trấn Ngãi Giao, di chuyển ra tới chợ, tới trường học, tới ủy ban rất là gần, tầm khoảng 500 m thôi là mình đã ra rồi ha. Kết nối giao thông ở đây rất thuận lợi, đặc biệt là đất của mình là có nhà, cũng rất là kiên cố luôn ha anh chị. Chỉ cần mà vô mình sơn phết đồ lại là mình có thể sử dụng được. Thì cái nhà này công năng sử dụng cho khoảng 6 người cho tới 10 người anh chị ha. Có luôn cái chuồng trại sẵn luôn rồi. Đó, rồi có một khoảng đất phía sau. Tổng diện tích của mình là 910 m², có 100 m thổ cư, cuối đất của mình lại có suối nữa, rồi nằm trên một trục đường nhựa thông thoáng mà giá chủ rao bán chỉ có 1,9 tỷ cho nguyên cái thửa đất này, thì tính ra nó cũng rất là rẻ luôn ha anh chị. Lý do chủ bán như thế này là vì cần tiền, nói chung thời điểm này là người chủ đất này rất là cần tiền, cho nên là rao bán một cái giá thấp hơn thị trường. Thì anh chị cô chú mình đang quan tâm một thửa đất như thế này thì mình có thể tham khảo ha. Kênh Bất Động Sản Long Hoài rất vui nhận được những ý kiến đóng góp của quý anh chị cô chú để kênh Bất Động Sản Long Hoài ngày càng hoàn thiện mình hơn. Nhớ bấm đăng ký kênh cũng như bấm like để Long Hoài có được chia sẻ những video mới nhất về lĩnh vực đất đai, về lĩnh vực bất động sản. Cảm ơn anh chị cô chú đã dành thời gian xem hết video.